Xin chào anh em. Trong video này tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái đầu súng full cut sử dụng máy rửa xe anh em nhé. Cái đầu súng full cut này chỉ cần lắp vào cái súng của máy rửa xe như này, và chúng ta có thêm một thùng cát nữa là anh em có thể dùng được. Cái đầu súng này tôi cũng chỉ mới mua về thôi, chưa sử dụng bao giờ. Bây giờ tôi mới có thời gian để test thử nó. Anh em hãy cùng theo dõi video nhé. Tôi sẽ thử những súng full cát này với cái số cát bình thường anh em nhé. Đây là số cát xây, không biết là liệu nó có hút được hay không, hay là phải dùng cát chuyên biệt. Và cái máy rửa xe này là máy MX187, áp lực của nó là 10 đến 15 MPa. Tôi nghĩ chắc chắn là cái máy này nó sẽ đủ áp lực. Bây giờ tôi sẽ bật máy rửa xe lên và test thôi. Không biết là liệu nó có hút được cát lên không đây. Máy bị e rồi. Máy không hiểu là có vấn đề gì. Sau khi tôi đổi con máy rửa xe từ 2500W 10 đến 15 MPa 15 lít trên phút sang cái loại máy nhỏ hơn có 113 thôi, nó công suất của nó chỉ là 2000W. Cái này lưu lượng nước của nó là 420 lít trên giờ thì cái súng này sử dụng đã được ổn định. Anh em thấy nhá, nước ra khá là đều, không ra được cát. Khả năng là cái lực hút ở chỗ này nó không quá yếu nên là cát nó không xuống được. Tôi sẽ chế lại cái bình hút cát này cho nó cắm ngược như này. Tôi nghĩ khả năng là nó sẽ hút được, vì là cát nó sẽ trôi từ trên xuống dưới. Hy vọng là nó sẽ thành công. Sau một thời gian loay hoay thì tôi đã có một cái quyết định táo bạo anh em ạ. Đó là cắt thật ngắn cái dây này, vẫn cái xô này nhưng mà treo cao lên một chút. Vừa lúc nãy thử thì nó bắn được, bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem. Đấy anh em có thấy không, cát nó ra nó đã bắn cùng với nước rồi nhưng mà nó sẽ phè, nó không ra đều như nước. Bây giờ tôi sẽ bắn thử sơn này như nào. Cuối cùng là cái vòi này đã hoạt động hiệu quả anh em nhé. Đã đánh được sơn. Ây à, bây giờ cát ra rất đều nha anh em. Anh em có thấy không, cát nó ra đều hơn và bắn rất là nhanh luôn. Ôi, hóa ra sau một thời gian anh em bắn ngoài, lúc cát nó không đều ấy thì nó sẽ rất chậm, nhưng bây giờ cát nó ra đều rồi thì nó sẽ bắn ra đều cùng với nước và nó rất là nhanh. Bây giờ dùng bắt đầu mới thấy sướng tay này. Wow, bây giờ tôi mới thấy là cái việc đánh sơn ở trên những cái máy này đi nó đã rất là dễ dàng rồi. Chỉ cần có máy phun cát này là anh em có thể phun rất nhanh. Đối với tôi thì cái máy phun cát này đã là rất hiệu quả rồi.
Nếu như anh em nào đã từng sử dụng qua và có cách nào sử dụng hiệu quả hơn thì xin hãy cho chúng tôi ý kiến ở phần bình luận nhé. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.